Xin chào các bạn, đây là clip và một con kỳ nhông của mình. Thì mình cũng mới bắt nó thôi, nó là con mà. Ê, anh ta rất là tinh nghịch và anh ta đang tính chạy trốn khỏi mình đây. Anh ta rất là tức giận. Tại sao? Vì mình đã bắt anh ta đem vào đây làm video các bạn xem. Thì lúc đầu mới bắt anh ta có màu vàng, anh ta chuyển sang màu nâu và màu vàng, tức là sự tức giận của cái loài kỳ nhông này. Thì cái con này thì các bạn có thể gặp ở bất cứ đâu, miễn chỗ đó có cây cối là được. Chỗ nào có cây cối, có côn trùng là sẽ có con này đó. Mình sẽ để nó xuống đây và soi nó cho các bạn xem. Soi nó đó, giờ mình sẽ dùng cái kính lúp mini này để soi nó nha. Up ở đây, chà, rõ vải. Đây là cái cơ thể của anh ta đây. Đó, bạn có thể từng cái vảy. Đó, anh ta vô cùng bự và ta đang rất là tức giận các bạn à, cực kỳ tức giận. Chà. Đó, chủ yếu thì mình quay cái đầu của anh ta thôi. Còn đây là các hoa văn trên người. Đó, thì anh ta chỉ có vậy. Tạm biệt các bạn, bye bye.